Đây là một khu ổ chuột vô cùng lớn. Những đứa trẻ ở đây lấy những trò ác làm niềm vui. Nhưng trong đó có một cậu bé 12 tuổi. Không chịu đầu hàng trước cuộc sống như thế, cậu ấy muốn kiện ba mẹ mình, kiện họ không nên sinh đứa con của mình ra. Đây là một trong những bộ phim điện ảnh hay nhất vào năm ngoái. Cậu bé nhân vật chính của câu chuyện trên tên là Zen. Đôi mắt cậu luôn ánh lên một nỗi bi thương. Người gầy gò nhìn như rất nhỏ. Không lâu sau, do dùng dao gây thương tích cho người khác nên đã bị phạt tù 5 năm. Đối phương là người đã thành niên, sự việc gây chấn động toàn quốc, phóng viên lần lượt tới đầy trong và ngoài tòa án. Nhưng hôm đó, Zen đã biến nó trở thành một cuộc kiện tụng. Cậu bé muốn kiện bố mẹ mình, lý do là vì họ đã sinh ra cháu. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cậu, bạn chắc chắn sẽ không thấy được sự tuyệt vọng từ một cậu bé. Rốt cuộc, cậu ấy đã trải qua những gì? Người ta thường nói con nhà nghèo thường tự làm việc nhà từ rất sớm. Zen cảm nhận được sâu sắc về chuyện này, nhưng gia đình họ cũng sinh rất nhiều con. Hai vợ chồng mà tới 7 đứa con, bởi vì không chăm xuể nên thậm chí còn dùng dây xích xích chân đứa trẻ lại. Zen là một người anh tốt. Một ngày, cậu bé giới thiệu thuốc kê đơn mua thuốc giảm đau, nói dối người bán rằng mẹ ngã bệnh, ba thì tàn tật. Sau khi mang về, người mẹ nghiện thuốc thành bột, hòa vào nước ngâm quần áo phơi khô biến thành những bộ quần áo có thuốc, sau đó mang đống quần áo đó cho người nhà đang ở trong tù. Người nhà cậu còn có thể hòa lại vào nước, bán nước thuốc kiếm tiền. Tới đêm, Zen và 6 người em nằm chen chúc trong một tấm phản vừa bẩn vừa hôi, khi em không ngủ được, lại là Zen. Cậu anh hiểu chuyện, quay sang dùng tay che lỗ tai em lại. Zen vốn cho rằng chỉ cần nghe lời, thì sống có khổ có khó cỡ nào cậu vẫn chịu đựng được, nhưng điều kinh khủng nhất cũng ập tới. Buổi sáng hôm đó, khi Zen tỉnh dậy phát hiện trên giường của em có một vệt đỏ. Zen cảnh giác xoa lại xoa, quả nhiên là máu. Đây là kinh nguyệt đầu tiên của em gái, người trong vùng gọi là hoa nở. Zen rất sợ hãi, cậu lén giúp em gái giặt quần áo, cởi áo giúp em gái làm băng vệ sinh, lại tới tiệm tạp hóa nhỏ ăn trộm băng vệ sinh. Trên đường dặn dò cẩn thận em gái không được để cho mẹ thấy, bởi vì bà ấy vừa biết em gái có kinh nguyệt thì sẽ bán em ra ngoài, bán cho chủ nhà. Con trai của chủ nhà để ý em gái từ lâu rồi. Bình thường cậu ta hay đưa mấy gói mì hết hạn để tạo mối quan hệ, bởi vì em gái mà Zen càng cố gắng làm việc hơn. Những việc cậu làm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Nhưng việc xấu rồi cũng sẽ tới. Ngày hôm đó, trên đường về cậu thấy trên cầu thang có vài con gà. Là chủ nhà và con trai tới hỏi cưới. Quả nhiên khi vào nhà liền thấy em gái trang điểm rực rỡ ngồi bên cạnh. Zen hỏi mẹ bọn họ tới làm gì. Mẹ nói, đừng có làm mất mặt gia đình. Zen nói, vài con gà mà lấy được em gái. Chúng ta vốn chẳng còn mặt mũi nào rồi. Zen càng nói càng kích động. Mẹ không khuyên được cậu, trực tiếp đuổi cậu đi, sau đó quay lại cười ái ngại với chủ nhà. Hôm sau vào sáng sớm, cậu thì thầm gọi em gái dậy, trộm quần áo, trộm đồ ăn, trộm tiền, thậm chí gọi sẵn xe. Đúng, cậu muốn mang em gái bỏ nhà đi. Nhưng đây là con đường sống duy nhất của em. Nhưng khi Zen về tới nhà cũng muộn rồi, em gái đã chuẩn bị và người ta sắp mang đi rồi. Zen bùng nổ. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp phản kháng ba mẹ. Cậu bé vừa giận dữ cũng vừa van nài. Mắng, khóc, đánh rồi lại khóc. Tới khi bố xuất hiện, vác em gái lên vai, để em ngồi sau xe. Em gái đi rồi. Với Zen mà nói, gia đình này cũng mất rồi. Cậu bé gánh vác gia đình bao năm nay cuối cùng quyết định bỏ nhà đi. Một mình, không nói với bất kỳ ai. Cậu bé ngồi trên xe, tự mình bỏ đi. Chỉ cần rời nhà càng xa càng tốt. Khi xe băng qua một khu vui, Zen vẫn không nhịn nổi, đành xuống xe. Cậu bé chưa từng tới khu vui chơi một lần nào. Vòng xoay, xoay qua núi, ngựa gỗ xoay, lúc chơi nhưng gương mặt cậu vẫn toát lên một sự bi thương. Đêm về, cậu ngủ tại khu vui chơi. Nếu không phải tỉnh dậy thì tốt rồi. Cậu bé không có nhà để về. Zen kéo chiếc áo trên bức tượng kéo để lộ ra phần ngực. Đây là khát vọng, là bản năng với tình yêu mẫu tử. Một cô gái da màu lau kính trong nhà hàng ở xa nhìn thấy và cười. Thức ăn bên người cậu ngày càng ít, tiền cũng tiêu cạn. Cậu chỉ có thể làm việc, nhưng tuổi còn nhỏ lại không có chứng minh thư, không có ai tiếp nhận. Zen quá đói rồi. Hôm đó, trên đường cậu thấy một cô gái da màu. Zen không hy vọng gì và hỏi, cô có đồ ăn không? Cháu có thể giúp cô làm việc. Thế nhưng cô ấy lại đồng ý. Hóa ra, cô ấy cũng là người trải qua nghèo khổ. Cô ấy từ Ethiopia trốn qua đây. Vốn là giúp việc cho một gia đình nhà giàu. Nhưng chưa kết hôn đã có con, vì con trai mình. Chỉ có thể âm thầm rời khỏi gia đình đó. Đã lâu lắm rồi Zen mới được tắm sạch, được ăn một bữa cơm no. Cô gái quyết định giữ Zen lại. Mong muốn cậu giúp cô chăm con cho mình, Zen đương nhiên đồng ý. Cùng chơi, dỗ ăn, cho ngủ, so với cuộc sống trước đây đơn giản hơn nhiều. Thậm chí trong gia đình chắp vá tạm thời này, cậu tìm thấy cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có mà cô gái ấy cũng có thời gian làm được một việc lớn. Bởi vì trốn qua đây phải giải quyết vấn đề hộ khẩu của bản thân, làm giấy tờ giả tìm tới tên đại ca trong vùng, vừa mở miệng liền đòi 1.500 USD. Đây quả thật là một khoản tiền quá lớn. Hắn còn bị ổi nói cô bán con trai lấy tiền. Vẫn may cô gái không như cha mẹ Zen, kiên quyết không bán. Cô ấy xin thêm một tuần để gom tiền. Cô gái nghèo cùng đường ấy nghĩ mọi cách. Cô xin ông chủ ứng tiền trước, nhưng không được. Cô xin tên bạn trai cũ đưa tiền nuôi dưỡng, cũng không được. Người nghèo trừ việc bán mọi thứ của bản thân. Cô chỉ có thể như những đồng bào khác của mình, bán mái tóc đẹp đẽ của mình.
Hôm đó cô mặc một bộ trang phục truyền thống tới chợ. Cuối tuần cô gọi điện cho mẹ. Tuần này con không gửi tiền cho mẹ được rồi, con ở bên này cần học tiếng Anh, tiền để nộp học phí. Cuối cùng cô ấy không về nhà. Jen đợi rồi lại đợi. Em bé đã rất đói, khóc không ngừng. Jen dần dần cảm thấy ngôi nhà mới này cũng không còn gì rồi. Cậu ôm đứa bé tới nơi cô gái làm việc trước đây để tìm cô ấy. Không có tin tức, tới nơi của tên đại ca đó, vẫn không có tin tức. Tên đó lợi dụng lúc khó khăn, hắn bảo hay cứ để em bé ở lại chỗ hắn, sẽ có đồ ăn ngon. Jen dứt khoát từ chối. Cậu trộm ván trượt của nhà hàng xóm, gắn thêm một chiếc nồi lên, đi trên đường tiếp tục tìm kiếm. Tìm rồi lại tìm, một cậu bé 12 tuổi mang theo cậu bé 2 tuổi, sinh ra vì để sống nhưng không có nhà để về. Hai đứa trẻ sớm muộn cũng sẽ chết đói, để nuôi sống bản thân và người em từ trời rơi xuống. Jen 12 tuổi quyết định phạm tội. Cậu chỉ còn cách học theo cha mẹ mình ngày xưa, tới tiệm thuốc lừa mua thuốc giảm đau, nghiến thuốc đổ nước, mang em bé theo đi bán thuốc, một cốc 1.000. Tuy suốt ngày bị đánh, bị đuổi, bị cướp nhưng cũng kiếm được ít tiền, nhưng cuộc đời một lần nữa trêu đùa cậu. Ngày đó khi cậu trở về nhà, phát hiện vì đã lâu không nộp tiền nhà, cửa bị chủ khóa lại rồi. Đồ của Jen và em bé bị vứt ngổn ngang bên ngoài. Jen bùng nổ. Tiền trước đây cậu từng vất vả kiếm từng đồng đều ở bên trong. Cậu vừa đập vừa đánh, nhưng sức lực yếu dần. Lần này Jen bước tới đường cùng rồi, cậu bé có suy nghĩ để em bé ở lại, nhưng vừa để em bé lại bên đường. Không những chẳng có người tốt ôm em bé đi, em bé lại còn lon ton đi theo sau cậu. Jen không nhẫn tâm, vài lần lưng quay lại chăm sóc em, lo lắng em chạy ra đường lớn, cậu dùng dây thừng buộc chân lại. Cậu cũng chưa đi, ngồi ở nơi xa quan sát, nhìn em bé dùng một chân, cố gắng thoát khỏi sợi dây. Nước mắt, cậu không ngừng rơi. Jen như nhìn thấy bản thân mình ngày trước. Bán em ấy đi, ngược lại đây cũng là cách tốt nhất cậu thấy. Cuối cùng Jen cũng giao em bé lại. Cậu vừa bước vừa nhìn. Mà cô bé, gương mặt không còn niềm vui, nhìn chằm chằm cậu. Tương lai của chúng ta sẽ ra sao, Jen thì sao? Jen quyết định rời khỏi đất nước này, nhưng cậu cũng thiếu một thứ quan trọng nhất, chứng minh nhân dân. Cậu chỉ có thể lại trở về nhà. Lục tìm khắp tủ, chẳng có thứ gì. Bị người cha giật mình, tỉnh dậy nói không có. Chúng ta là côn trùng, không có thân phận, không có địa vị, cái gì cũng không có, cái mà chúng ta có chỉ là tin giữ. Tin giữ gì? Một chữ cũng đừng nói. Salim đừng nói. Jen khóc, bố mẹ cũng khóc. Bọn họ đã đoán ra, em gái chết rồi, bởi vì con quá nhỏ đã có bầu, em gái mất quá nhiều máu. Cũng bởi không có chứng minh thư, không được bệnh viện chữa trị, chỉ có thể sống sống chết chết trước cửa bệnh viện. Em gái không còn, Jen cũng không thể nào chịu đựng được. Cậu cầm một con dao, lao xuống dưới cầu thang. Cậu muốn để cho chồng em gái biết, một người anh trai thương em gái sâu đậm có thể làm gì. Jen cuối cùng cũng bị bắt. Vụ án được đăng lên TV. Ở trong tù Jen chất vấn người mẹ tới thăm tù. Nhanh như thế đã không mặc đồ tang rồi sao? Người mẹ trấn an nói, mẹ nói ông trời đánh mất, của ta thứ gì sẽ trả lại cho ta món quà tương tự. Quà gì? Bà nói bà lại có thai rồi. Jen tức giận không thốt nên lời, cậu đùng đùng bỏ đi, dùng lực vuốt món đồ mà mẹ mang tới. Đêm đó, cậu gọi điện tới đài phát thanh truyền hình, nhờ đài truyền hình hỗ trợ cậu truyền tin vì cậu muốn kiện ba mẹ. Nguyên nhân thật sự khiến Jen kiện ba mẹ mình là, cháu hy vọng những người không có khả năng nuôi dưỡng con thì đừng sinh nữa. Cháu chỉ nhớ về bạo lực, sỉ nhục và đòn roi bị đánh bởi dây xích, ống điếu, thắt lưng. Câu nói ấm áp nhất mà cháu được nghe là, phắn đi, đồ con hoang cút đi, tên rác rưởi. Cuối cùng, câu chuyện bắt đầu từ bi kịch lại có một kết thúc như chuyện cổ tích, tên đại ca bị cảnh sát bắt, em bé nhỏ cũng được tìm về. Jen cũng có một tấm hộ chiếu. Khi chụp ảnh hộ chiếu, cậu bé nở một nụ cười hiếm thấy. Đây là một kết thúc vô cùng tốt đẹp sao? Không phải, đây chỉ là may mắn của mình Jen, nhưng ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người như Jen đang chịu khổ. Ngoài thế giới kia vẫn còn rất nhiều ông bố, bà mẹ không có khả năng nuôi nhưng vẫn sinh rất nhiều. Vẫn có rất nhiều đứa trẻ phải lao động vất vả từ nhỏ, vẫn bị bán như một công cụ lao động. Hy vọng mỗi đứa trẻ sẽ có một ngôi nhà. Càng hy vọng bậc ba mẹ hiểu thế nào là nhà. Nhất định phải ghi nhớ câu nói này, không có tình yêu, sao có thể gọi là nhà.